nó cũng phải được định nghĩa một cách rõ ràng. Một số bạn ấy định nghĩa đối tượng nghiên cứu là những người đến khám bệnh ấy, thì đấy là cái đối tượng nó không đúng. Những người đến khám bệnh Bạn Thanh Nhàn bạn ấy hỏi là thầy có thể hướng dẫn lại phần chạy lại phần hồi quy đa biến được không? Em hỏi như này thì chung chung quá thì tôi đã vừa hướng dẫn rồi đấy thì em lên trên kênh YouTube nhá thì tôi đã có cái video là hồi quy logistic và hồi quy tuyến tính rồi. Đấy, lúc nãy hồi quy logistic em đánh chữ hồi quy logistic Vũ Duy Kiên. Đấy, hoặc là nếu mà em cần chạy hồi quy tuyến tính chẳng hạn thì em em đánh chữ là hồi quy tuyến tính Vũ Duy Kiên nhá. Đấy thì em có thể tìm thấy được cái em có thể tìm thấy được cái video này hồi quy tuyến tính này, hồi quy logistic này ok chưa hả thanh nhàn ơi thu hằng hình như đang học lớp phân tích thì sao đúng không học, muốn, à, học lớp phân tích thì à, cũng được thế nhưng mà để mà có thể định hướng được cái nghiên cứu ấy thì tốt nhất là học nên, nên học cái lớp nghiên cứu khoa học đấy nhé học lớp nghiên cứu khoa học để giúp cho mình có thể xác định được vấn đề nghiên cứu này xác định được vấn đề nghiên cứu đối tượng nghiên cứu này cách để chúng ta có thể viết được cái phần mục tiêu nghiên cứu này cách để chúng ta có thể biết cách là tính cỡ mẫu và chọn mẫu và đặc biệt là tôi trong đó thì tôi hướng dẫn cái bí kíp để chúng ta có thể cân, cân đối giữa uh, nguồn lực và cái tính khoa học của nghiên cứu cái đấy cũng rất là quan trọng trong đấy nó có mấy cái bí kíp nhỏ nhỏ trong đấy nữa thế thì thực ra thì tôi cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn ở đây thế nhưng mà để mà có thể hiểu được những cái đấy thì chúng ta cần phải có các cái kiến thức nền tảng một chút cho nên nói ở đây thì các bạn cũng không hiểu được và nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian cho nên là tốt nhất là các bạn có thời có điều kiện thì học tôi hoặc là không thì các bạn có thể học một cái thầy cô nào đó hỏi các thầy cô kỹ hơn một chút về cái tư duy về tính toán cỡ mẫu, cái tư duy về cái việc giữa cân cân đối giữa cái nguồn lực và cái tính khoa học của nghiên cứu để đảm bảo cho cái 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 mục đích sâu xa của việc tính cỡ mẫu là nó góp phần để cho cái mẫu nghiên cứu của mình ấy, Nó có tính đại diện Lúc nãy tôi vừa nói đấy Nó là một trong hai điều kiện Để giúp cho cái mẫu nghiên cứu của mình Nó có tính đại diện Nôm na như vậy thôi Thế thì hỏi các thầy Các thầy hướng dẫn cho Được chưa? Có bạn Nguyễn Phương Bạn ấy hỏi là Thầy ơi em nghiên cứu số lượng bệnh nhân Ở bốn khoa là 400 Vậy mình chia đều khảo sát Vậy mình nên chia đều khảo sát mỗi khoa 100 bệnh nhân 100 người bệnh hay mình lấy tỷ lệ người bệnh nằm nội trú tại khoa. Mỗi khoa có số lượng người bệnh là khác nhau. Em cảm ơn thầy. Thực ra như này các bạn này. Khi mà em muốn tính cỡ mẫu ấy và mình chọn mẫu ấy thì nó phải liên quan đến cái uh, cái cái đối tượng nghiên cứu ấy thì mình phải liên quan tức là mình phải xác định về cái đối tượng nghiên cứu mình phải rất là rõ ràng về đối tượng nghiên cứu. Thế ở đây thì em cái đối tượng nghiên cứu của em là người bệnh lại nằm trong các cái khoa ở bệnh viện. Thế thì cái người bệnh ý, họ đến bệnh viện của của các bạn ấy nó không phải là một cái một cái tình trạng ngẫu nhiên, bởi vì là bởi vì họ thấy là gì là họ họ có khả năng nằm ở cái bệnh viện đấy thì họ mới đến bệnh viện của các bạn. Đấy, còn nếu mà giả sử như là những cái bệnh nặng hơn hoặc là những cái bệnh nhẹ hơn thì có thể họ không đến bệnh viện của các bạn. Cho nên là ngay cái việc đấy là nó đã khiến cho là cái tính nó vi phạm cái tính ngẫu nhiên của cái việc chọn mẫu rồi. Thế nên là cái việc mà em chọn là cái tỷ lệ giữa các cái khoa thì nhiều khi nó không có ý nghĩa lắm đâu. Thường người ta chọn là tỷ lệ đấy nó phải phụ thuộc vào cái nơi mà người ta sinh sống ấy, cái địa dư mà người ta sinh sống đấy. Để làm gì? Để mục đích là gì? Là họ muốn gắn cái đối tượng đấy vào trong cái bối cảnh, sau đó thì họ giải quyết những cái vấn cái vấn đề đấy liên quan đến cái bối cảnh của cái cái người bệnh đấy cơ. nói thế các bạn hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nôm na là gì? Là với những trường hợp kiểu kiểu như này này, thì em sẽ cần phải tư vấn kỹ hơn một chút về cái vấn đề chọn mẫu. Ở đây thì tôi không biết được là em nghiên cứu về cái gì cho nên là tôi sẽ không thể nào mà tư vấn được em về cái cách mà em chọn mẫu. Thế nhưng mà nôm na như này này, để mà có thể chọn được mẫu ấy thì mình cần phải dựa vào cái đối tượng nghiên cứu, cái đối tượng mục tiêu của mình ấy. Và cái đối tượng mục tiêu của mình nó phải nó cũng phải được định nghĩa một cách rõ ràng. Một số bạn ấy định nghĩa đối tượng nghiên cứu là những người đến khám bệnh ấy thì đấy là cái đối tượng nó không đúng. Những người đến khám bệnh thì nó có thể là bất kỳ ai và nó không nó không rõ ràng. Mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình là mình giải quyết vấn đề cho một cái nhóm đối tượng rất là cụ thể. Thế còn khi mà chúng ta đã không xác định rõ ràng ra cái nhóm đối tượng thì làm sao mà mình có thể làm được nghiên cứu, làm sao mình có thể giải quyết vấn đề được cho họ đúng không nhỉ? Đấy, thế nhá Nguyễn Phương nhá. Thế thì lời khuyên của tôi là gì? Tư vấn người giáo viên hướng dẫn của mình, tư vấn các thầy cô hoặc đồng nghiệp có kinh nghiệm, còn không thì đến cái lớp học nghiên cứu khoa học của tôi. Đấy thì khi đến với cái lớp đấy thì các bạn sẽ phải làm bài tập. Và làm bài tập thì các bạn sẽ cần phải đưa những cái thứ này ra, nó rất là cụ thể. Và dựa vào những cái cụ thể thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok ok, ok không Nguyễn Phương ơi? Ok không? Ok không? <cười> 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 Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi